chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Siêu chiến đấu cơ F-35 của Israel đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Lực lượng không quân Israel IAF từng dùng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tấn công lực lượng Houthi ở tầm bắn 1.700 km. Từ đó làm dấy lên hoài nghi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran hôm 31 tháng 7 cũng do F-35 thực hiện. Hãng tin Al-Mayadeen có liên kết với phong trào Hezbollah trích lời một quan chức Iran giấu tên cho biết thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát hôm 31 tháng 7 bằng một tên lửa được bắn từ nước ngoài. Quan chức này gọi đây là hành động xâm phạm chống lại Iran và cần phải có phản ứng quyết liệt. Đáng chú ý, ông Richard Goldberg, cố vấn cấp cao của Quỹ Bảo vệ Dân chủ, đã đăng lên mạng xã hội X rằng không quân Israel sắp phô diễn tầm bắn của mình vào đêm nay, chỉ vài giờ trước khi ông Haniyeh bị ám sát. Quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, dù từng cam kết sẽ tiêu diệt ông Haniyeh và các nhà lãnh đạo Hamas khác sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel. Theo EU Asian Times đưa tin trước đó, lực lượng không quân Israel IAF đã thực hiện nhiệm vụ không kích tầm xa chống lại lực lượng Houthi bằng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 ở cách xa 1.700 km. Các cuộc không kích được tiến hành nhằm vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen trên Biển Đỏ. Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 được giao nhiệm vụ tấn công Houthi. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng hoạt động này rất quan trọng vì mục tiêu bị tấn công cách Israel 1.700 km và gọi đó là lời cảnh báo gián tiếp tới Iran. Iran cách Israel chỉ khoảng 1.500 km, nằm trong tầm bắn của F-35. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 31 tháng 7 cam kết trừng phạt hà khắc Israel để trả thù hành động giết chết lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Ông Khamenei cho rằng Iran có nhiệm vụ trả thù cho ông Haniyeh, người đã có mặt tại thủ đô Iran để dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Masoud Pezeshkian. Iran đã tuyên bố 3 ngày quốc tang trên toàn quốc. Hamas cho biết trên kênh Telegram rằng lễ tang sẽ được tổ chức tại Iran trong ngày 1 tháng 8. Sau đó, thi thể của thủ lĩnh Haniyeh sẽ được chuyển đến Doha, Qatar, nơi ông được chôn cất. Hai vụ không kích rúng động Trung Đông. Ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas tại dải Gaza, thiệt mạng trong một vụ tấn công nghi bằng tên lửa rạng sáng 31 tháng 7, ngay tại thủ đô Tehran của Iran. Chỉ vài giờ trước đó, chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shuk của nhóm Hezbollah bị sát hại trong vụ không kích thẳng vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Theo báo chí khu vực Trung Đông, ông Haniyeh đến Tehran để dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 30 tháng 7 và bị tử vong vào khoảng 2 giờ sáng hôm sau tại nơi ông trú ngụ. Ngay sau đó, Hamas đổ lỗi cho Israel về cái chết của ông Haniyeh và gọi đó là sự leo thang nghiêm trọng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng tuyên bố việc sát hại ông Haniyeh là một hành động hèn nhát và là một diễn biến nguy hiểm. Hai vụ việc trên không chỉ là đòn giáng mạnh xuống Hamas và Hezbollah, mà còn gây ra nguy cơ cho Iran, quốc gia hậu thuẫn hai nhóm vũ trang này. Trong một bài đăng trên X, ngay sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran họp để thảo luận về các biện pháp ứng phó ngày 31 tháng 7, tân tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định đất nước của ông sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và danh dự, đồng thời khiến những kẻ ra tay phải hối hận. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết Iran và các lực lượng ủy nhiệm sẽ đáp trả vụ sát hại ông Haniyeh một cách cứng rắn và đau đớn. Israel từ chối bình luận về cái chết của ông Haniyeh. Tuy nhiên, từ sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt tất cả thủ lĩnh Hamas. Trước ông Haniyeh, ông Saleh al-Arouji, một trong những người sáng lập cánh vũ trang của Hamas,
cũng thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel vào Beirut. Trái lại, lực lượng phòng vệ Israel IDF chính thức xác nhận đã không kích vào Beirut hôm 30 tháng 7, giết chết ông Fuad Shuk, chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah, mà Israel cho là chịu trách nhiệm về vụ phóng tên lửa vào cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát vào cuối tuần qua, khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng. Trong ngày 31 tháng 7, Hezbollah xác nhận ông Shuk có mặt tại tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào thời điểm Israel tấn công, song không xác nhận về số phận của ông mà chỉ cho biết một số công dân đã thiệt mạng. Nhiều quốc gia đã phản ứng hai vụ sát hại nêu trên như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Jordan, bày tỏ lo ngại xung đột sẽ lan ra toàn Trung Đông. Đài ABC của Úc nhận định Israel không muốn xảy ra cuộc chiến toàn diện vì họ biết rất rõ khả năng chiến đấu của lực lượng Hezbollah đáng gờm hơn nhiều so với Hamas. Theo ước tính tình báo đáng tin cậy, số lượng tên lửa của Hezbollah ở miền nam Liban gần biên giới Israel vào khoảng 120.000 đến 150.000 tên lửa. Dù hệ thống phòng thủ vòm sắt Iron Dome hiện đại của Israel có tốt đến đâu thì cũng không thể đối phó với 20.000 hoặc 30.000 tên lửa được bắn cùng lúc. Nhìn chung, tên lửa của Hezbollah có khả năng gây sát thương cao hơn tên lửa của Hamas. Các chuyên gia tình báo Israel cũng thừa nhận kho tên lửa của Hezbollah có thể vươn tới mọi thành phố ở Israel. Tương tự, Hezbollah cũng không muốn xảy ra cuộc xung đột lớn. Nền kinh tế của Liban đang suy thoái do ảnh hưởng từ số lượng lớn người tị nạn từ Syria, đại dịch Covid-19. Vấn đề chính hiện tại là phản ứng của Iran. Hezbollah sẽ không tuyên chiến toàn diện nếu không có sự chấp thuận của Tehran, theo đánh giá của đài CNN. Một cuộc xung đột toàn diện sẽ là thảm họa đối với cả Israel, Liban và Iran. Về mặt quân sự, Israel với sự giúp đỡ của Mỹ có thể sẽ chiến thắng, nhưng hàng ngàn dân thường sẽ thiệt mạng và cả ba quốc gia đều thiệt hại nghiêm trọng. Trước viễn cảnh này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang làm mọi cách để hạ nhiệt tình hình, nhưng sẽ bảo vệ Israel nếu nước này bị tấn công. Thủ lĩnh Hamas bị ám sát trên giường ngủ. Liên quan tới vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bất ngờ bị ám sát khi đang ở Iran, kênh tin tức Al Arabiya của Ả Rập Saudi, thủ lĩnh Hamas đã thiệt mạng cùng với một vệ sĩ do trúng tên lửa khi ông đang ngủ trên giường lúc 2 giờ, theo giờ địa phương ngày 31 tháng 7. Một nguồn tin Iran nói với kênh Al Mayadeen có liên hệ với Hezbollah rằng thủ lĩnh Haniyeh đã bị thiệt mạng bởi một tên lửa đất đối đất được bắn từ một quốc gia khác, trái ngược với các báo cáo trước đó cho rằng nó được phóng từ trong lãnh thổ Iran. Các nguồn tin của Hamas cho hay, Tổng thư ký của phong trào Jihad Hồi giáo Palestine Ziad Nakhala và phái đoàn của ông cũng ở trong cùng một tòa nhà, nhà khách thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC nhưng ở một tầng khác. IRGC xác nhận cái chết của ông Haniyeh vài giờ sau khi ông tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và cho biết họ đang điều tra. Đây là vụ ám sát quan chức cấp cao thứ hai được cho là do Israel thực hiện trong vài giờ. Vụ việc diễn ra sau một cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut ở Lebanon khiến một chỉ huy hàng đầu của Hezbollah thiệt mạng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh là một hành động hèn nhát và kêu gọi người dân Palestine đoàn kết chống lại Israel. Đài truyền hình Al-Aqsa do Hamas điều hành, trích lời quan chức cấp cao của Hamas là Moussa Abu Mazob cho rằng hành động ám sát thủ lĩnh Hamas sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Phát ngôn viên Hamas Sami Abu Zuri nhấn mạnh, vụ ám sát này do Israel thực hiện là một sự leo thang nghiêm trọng nhằm phá vỡ ý chí của Hamas. Ông tuyên bố, chúng tôi xác nhận rằng hành động leo thang này sẽ không giúp đạt được mục tiêu của họ. Hamas là một khái niệm và một tổ chức, chứ không phải là một cá nhân. Hamas sẽ tiếp tục con đường của mình, bất chấp những sự hy sinh mà chúng tôi tin tưởng sẽ giành chiến thắng. Hiện, chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ sát hại thủ lĩnh Hamas, nhưng các nhà phân tích trên truyền hình nhà nước Iran ngay lập tức đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.